con thân mến. Do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp làm cô con mình chưa thể đến trường gặp nhau. Trong thời gian nghỉ dịch ở nhà, còn ngoài việc tăng cường sức khỏe thì chúng mình bổ sung nhiều các loại vitamin, hoa quả và ăn nhiều thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể nhé. Và ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu với chúng mình thêm một kỹ năng mới để chúng mình có thể tăng cường thêm sức khỏe cho cơ thể. Đó chính là kỹ năng vắt nước cam. Rồi, bây giờ cô mời chúng mình sẽ cùng đến với những nguyên liệu cần chuẩn bị để có thể có một ly nước cam thật là ngon nhé. Đầu tiên, đó chính là những trái cam mong nước. Và tiếp theo, chúng ta cần những gì? Dụng cụ vắt nước cam. Một chiếc cốc để đựng nước cam. Một con dao để chúng mình cắt quả cam. Một ít đường để pha vào cốc nước cam cho thêm ngon hơn. Và dụng cụ không thể thiếu, đó chính là bao tay. Các con ạ, trước khi chúng ta vắt nước cam thì chúng ta sẽ đi bao tay vào để đảm bảo cho quá trình vắt nước cam được. Cô sẽ để dụng cụ vắt nước cam ra giữa bàn. Cô sẽ cầm quả cam lên. Thì quả cam của chúng ta như thế này thì chúng ta sẽ dùng dao cắt ngang quả cam để có thể bắt được nhiều nước hơn. Chúng ta không cắt dọc quả cam nhé. Cắt dọc quả cam chúng ta sẽ không bắt được nhiều nước đâu các con ạ. Và các con chú ý, các con còn nhỏ, vì vậy là chúng ta sử dụng dao rất là dễ bị đứt tay. Vì vậy các con sẽ nhờ ông bà bố mẹ cắt quả cam của chúng mình nhé. Các con sẽ cầm quả cam như thế này. Chúng ta cắt quả cam ở giữa. Cắt ngang. Cô đã cắt được ngang quả cam rồi. Và sau đó cô sẽ dùng tay trái giữ vào cậu miệng của dụng cụ vắt nước cam. Tay phải cô dùng lòng bàn tay giữ chặt miếng cam. Cô đặt lên dụng cụ vắt nước cam, dùng lực của cánh tay này cô xoáy thật chặt, xoay tròn để cho nước cam chảy xuống dưới. Cô vắt. Các con có nhìn thấy nước cam đã chảy xuống dần dần xuống dưới rồi không? Sau khi vắt nước cam xong thì cô sẽ bỏ dụng cụ phần trên ra để có thể là vắt được. Cô sẽ tách phần này ra này. Cô để ra đây. Và bây giờ cô sẽ đổ nước cam. Khi đổ nước cam, cô sẽ tay phải cô cầm vào tay quai. Đây là phần miệng của dụng cụ vắt nước cam. Cô sẽ đổ cho chúng mình, và muốn cho chúng mình uống nhiều hơn, chúng mình sẽ bắt thêm thật nhiều nước cam các con nhé. Với những quả cam các bạn mà muốn uống ngọt hơn thì chúng ta có thể lấy thêm một chút đường, chúng ta cho vào thêm cốc nước cam để cũng sẽ cho thêm một chút chút đường nhé. Đó. Và cô dùng thìa, cô hòa tan thật đều cốc nước cam này. Như vậy rằng cô đã có một cái ly nước cam thật là tươi ngon. Cô sẽ thêm thử cốc nước cam này như thế nào nhé. Wow, thật là ngon các con ạ. Và sau khi chúng ta vắt nước cam xong thì các con nhớ là chúng mình sẽ để bao tay này dọn sạch những đồ vỏ nước cam này. Và với những dụng cụ vắt nước cam, chúng mình sẽ rửa sạch để lần sau lại dùng. Chỉ với những thao tác đơn giản như vừa rồi thì cô đã vắt được một ly nước cam thật là tươi ngon. Và
trong mùa dịch bệnh như thế này, việc tăng cường sức khỏe, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng rất là cần thiết cho cơ thể các con ạ. Và với một ly nước cam vào buổi sáng sẽ rất là tốt, và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ không dùng nước cam vào buổi tối các con nhé. Cô mong rằng các con ở nhà sẽ ăn thật nhiều các loại rau quả, củ quả này, và uống thật nhiều những ly nước cam như thế này để có thể tăng cường sức khỏe, đảm bảo để chúng ta có thể thật là mạnh khỏe trong mùa dịch bệnh, và cô con mình sớm đến trường gặp nhau. Và video ngày hôm nay, cô mong rằng chúng mình sẽ phát thật nhiều những ly nước cam thật là ngon để mời ông bà, bố mẹ chúng mình cùng thưởng thức nhé.